Đây là một nghề truyền thống mà mình cứ tưởng là nó đã thất truyền rồi. Ai về hôm nay mới biết được ở Chợ Lớn mình còn sót lại đúng một anh này thôi. Làm khuôn bánh trung thu nha mọi người. Tài có ủ phí nhìn tải lại tu Chợ Lớn Downtown. Thật là có duyên khi mà hai bạn bên bến Mà Phúc Minh Long đang tìm cái chỗ làm lại cái khuôn bánh của gia đình. Thì biết tụi mình có một series nghề truyền thống cho nên hai bạn chỉ qua đây. Bây giờ người ta làm silicone không ai làm được. Đúng rồi. Không vòng không ai làm. Đi vào trong một con hẻm kế bên hội quán ông Lan, bạn sẽ thấy A Xuân có anh Tính đang ngồi khắc những cái khuôn gỗ trung thu này nè. Quan trọng là toàn bộ đều được ăn khách bằng tay hết. Mọi người phải nhìn thấy được cái bàn mà anh đang ngồi rất là nhiều những cái đồ nghề hay ho luôn á. Nói mấy cái cây dùng để khắc gỗ rồi cũng quá trời loại luôn nè. Còn cái cục này nhìn vậy thôi cũng mấy chục năm rồi đó. Lúc đầu thì mình thấy anh cũng hơi im im, nhưng mà lúc sau anh đem cho tụi mình coi quá trời mấy cái khuôn gỗ anh làm. Mấy cái tiệm bánh trung thu người Hoa tụi mình rất là thích xài những cái kiểu lông phụng bự bự như vậy nè. Nè mọi người coi nè, bên trong đây rất là chi tiết luôn á. Mà hay một cái là mình thấy nó rất là đều nha. Có thể so sánh hai cái chữ hai cái khuôn này nè, gần như là không có khác nhau gì luôn á. Rồi một lúc sau anh còn đưa cho mình mấy cái cục trắng trắng này nữa. Cứ tưởng đây là mẫu mà khách hàng đưa cho anh để khắc theo á. Lỗ kia thì chỉnh luôn. Cái con này lỗ tai khắc đó hả? Cái này được gọi là mũ sứ cao cấp. Thật ra khi mà các bạn xài mũ thì vệ sinh nó sẽ dễ dàng hơn là xài gỗ. Nhưng mà mình chỉ không nghĩ là mũ cũng có thể khắc lên được nữa. Nhìn cứ tưởng là bây giờ không có ai còn đặt những cái hàng thủ công này nữa. Nhưng mà không phải đâu nha, hơi bị nhiều luôn á. Bởi vì khi khắc bằng máy thì các bạn cần phải có cái khuôn và phải đặt số lượng lớn. Nhưng mà có những tiệm bánh này họ chỉ muốn đặt 2-3 cái thôi, nhưng mà nhiều mẫu. Cho nên làm thủ công thì nó sẽ nhanh và tiện hơn. Nhưng mà nói chuyện với một hồi thì mới phát hiện ra là anh Tính này chính là con cháu của một gia đình điêu khắc gỗ rất là nổi tiếng ở Chợ Lớn mình. Có tên là Lý Điền Ký, Lý Thiền Kỳ. Nhà anh họ xưa là một nhóm thợ chuyên làm khuôn bánh trung thu, đồng thời là chuyên điêu khắc gỗ cho các chùa và hội quán ở Chợ Lớn mình á. Tính đến bây giờ anh là đời thứ tư rồi đó mọi người. Cái nghề này mình thấy rất là khó nha. Nó cũng vừa cực vừa phải tỉ mỉ, mà mấy cái gỗ này nó cũng dễ bể lắm. Mấy năm nay mình cũng có đi tìm thử coi còn ai làm không, nhưng mà thật sự không có. Đây là một cái nghề quá là đúng dịp trung thu luôn á. Và đây là tập 29 của series nghề truyền thống người Hoa. Sự rất là cảm ơn hai bạn ở bên bánh bao Phúc Minh Long lắm 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 luôn á. Tháng còn hơi để tại bao thu hủ chè ngoài và mấy giờ còn hơi xì hạ xin tắt. Hello.